xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0G xe nhập khẩu, sản xuất năm 2019, màu đen, nội thất màu kem. Chiếc xe này của em mang biển số tỉnh, chạy được 5.000 km, màu đen, xe nhập khẩu. Chiếc xe này thì không nằm trong diện được giảm thuế nhé các bác nhé. Chiếc này thì thuế vẫn như cũ, vẫn là 12%. Chiếc xe này chạy siêu lướt 5.000 km, sơn zin còn khoảng 99%. Bốn quả lốp theo xe, la răng thì không hề có một vết xước nào. Như quý vị và anh chị đang nhìn thấy trên màn hình thì một chiếc xe rất là đẹp, tại vì là bên em nó cho đánh bóng phủ một lớp ceramic rồi, rất là mới ạ. Nếu như anh chị mua mới thì sẽ không có gói phủ ceramic này nhá, lưu ý với em. Chiếc xe này cực kỳ mới, chạy 5.000 cây, chưa hết roda, rất là mới. Cái này nếu mà anh chị check lịch sử hãng thì check thoải mái, thậm chí là chiếc xe này còn chưa có lịch sử, tại vì là chỉ mới vào đúng 1.000 km đầu tiên thôi, 5.000 km tiếp theo thì chưa vào. Nếu như anh chị mua chiếc xe này thì sẽ tiết kiệm được tiền đăng ký ạ. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang giao bán trên thị trường với giá là 1 tỷ 035 triệu, 1 tỷ 035 triệu các bác nhé. Camry 2.0e, xin lỗi là 2.0G. Trước đó năm 2019 thì nếu mà là xe trong nước thì là 2.0e, còn xe nhập khẩu thì đã được thay cái tem gọi là 2.0G. Thực ra thì E với G thì nó cũng xem như nhau thôi, nhưng mà để phân biệt được năm 2019 mà để phân biệt xe nhập với cả xe trong nước ở bản 2.0 thì người ta sẽ mang cái tên thương mại của nó là G và E. Xe nhập khẩu thì là bản 2.0G, còn xe trong nước thì là 2.0E. Sơn thì còn rất là mới. Rất là nhiều bác tìm hiểu Camry nhưng lại không hiểu là có xe nhập khẩu và xe lắp ráp. Thì em xin nói luôn với các bác, xe lắp ráp là hiện tại không còn nữa. Bây giờ thì chỉ còn xe nhập khẩu này thôi. Và xe nhập khẩu thì không được giảm thuế trước bạn so với những chiếc xe trong nước. Ở năm 2019 thì có hai chiếc Camry 2.0e, hai phiên bản 2.0, đó là 2.0G và 2.0e. 2.0e thì là xe trong nước và bây giờ ngừng sản xuất rồi. Còn 2.0G thì vẫn còn được bán mới ạ. Rất nhiều bác tìm hiểu Camry thì chỉ để ý là Camry 2019 thôi, cũng không quan tâm là bản nhập hay là bản lắp ráp. Bản nhập thì sẽ đắt hơn bản lắp ráp rất là nhiều nha các bác nhé, lưu ý hộ em. Nội thất của chiếc xe này vẫn còn rất là mới nha các bác nhé, chỉ có 5.000 km thôi, rất là mới. Cá nhân em đánh giá thì cái phiên bản 2.0G này nó chống ồn tốt hơn phiên bản cũ rất là nhiều. Về cảm giác lái thì để mà nhận xét chung thì em thấy cũng xem như nhau. Đấy là cảm giác của riêng em nhé, xem như nhau, không quá khác biệt so với bản trước đó. Thế nhưng mà cái hệ thống chống ồn thì đã tốt hơn rất là nhiều. Hơn nữa là cái khả năng vận hành thì em thấy nó đỡ giật hơn. Đấy, nó không bị rung giật như trước đây, nó không, máy nó không gằn, nó êm hơn rất là nhiều rồi. Vô lăng thì như một chiếc xe mới á. Thật sự là bác nào mua được chiếc xe này thì em cũng rất là vui, tại vì là bán được những chiếc xe siêu lướt, siêu đẹp như này đến tay khách hàng của mình. Hiện tại số km đây nha các bác nhé, 5.681 km, rất là mới ạ. Trên cái bản này thì được sử dụng phanh tay điện tử rồi nha các bác nha. Đấy, phanh tay điện tử auto hold, và ngay cả chìa khóa cũng đã thay đổi.
mẫu mã mới không? Cốp, nắp xăng và chống hệ thống chống chân trượt. Đây có biển số của xe luôn ạ. 36A42325. Đấy. Km tiếp theo là 5000 km đấy. Đấy, có biển số các bác có thể check lịch sử thoải mái, test thoải mái. Bên em thì vẫn cam kết với các bác về mặt chất lượng, xe không đâm va, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Đấy, đảm bảo cho các bác check hãng, test hãng thoải mái, hỗ trợ các bác vay 75%. Ngoài việc bán xe ra thì bên em vẫn thu mua lại tất cả những cái xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên đời cao và chỉ mua lại những chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản, không tai nạn. Đấy. Bên em chỉ mua những chiếc xe đó thôi ạ. Nên các bác nếu mà bác nào có nhu cầu bán xe thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình. Còn nếu không thì những chiếc xe mà có dấu hiệu đâm va ngập nước hay lỗi thì bên em xin phép không mua. Xin cảm ơn tất cả các bác. Các bác đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho em để cập nhật những chiếc xe mới nhất về bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau ạ. Em cảm ơn các bác.